Chào mừng mọi người đến với cái video bài giảng số 9. Thì hôm nay mình sẽ đi về cái chủ đề gọi là Template. Thì nội dung của buổi thứ 9 hôm nay là thứ nhất, mình sẽ nói về cái giới thiệu Template. Rồi, cái Template là gì? Cái tool thứ hai là mình sẽ giới thiệu một số cái trang web khai thác tài nguyên free và tính phí. Rồi, cái thứ ba là cách để download cái tài nguyên mà mình sử dụng trong quá trình mình edit. Rồi cái tool thứ tư là mình sẽ sử dụng và chỉnh sửa template như thế nào, cách tìm bọt như thế nào nha. Rồi mình sẽ đi vô những cái dạng thực tế là template chuyển cảnh đang xài như thế nào. Rồi bắt đầu là mình đi tool thứ sáu là template ISO nó sẽ như thế nào. Rồi cách xuất file khi sau khi đã chỉnh sửa xong, đó là tool số 7. Rồi mình sẽ áp dụng thực tế, bắt đầu mình chỉnh sửa template ha. Rồi mình sẽ đi vô cái phần đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cái template. Thì cái template là gì? Cái template là những cái project mà được các người dùng họ sáng tạo ra, họ xài, họ làm trong quá trình họ làm việc, họ làm rất là đẹp thì bắt đầu họ lưu lại và họ chia sẻ. Có nhiều cách chia sẻ. Một là họ có thể là chia sẻ free cho những ai có nhu cầu về những dạng tương tự. Dạng thứ hai là sao mình có thể là mình đăng lên web mình bán, hoặc là mình có thể là mình cho họ xài xong rồi sau đó họ quay lại họ cho tiền mình, hoặc là họ dùng những cái từ gọi là donate sau khi mà khách hàng họ sử dụng xong. Thì ví dụ như mình có thể mình đi qua những cái dạng template như thế này ha. Đây là những cái template mẫu của lớn. Thì đây là cái template mẫu của cái nhà sáng tạo ha. Thì nhiệm vụ của mình là sao? Mình sẽ thay những cái hình này ha, thay những cái hình ảnh này và text này là để phục vụ cho cái mục đích của mình ha. Thì template nó có nhiều loại, ví dụ như là template về ISO, template về text, template về intro, template về trailer ha, rất là nhiều ha. Ví dụ mình sẽ xem một cái template mẫu như thế này. Thì ưu và nhược điểm của cái template này là như thế nào? Ưu điểm của nó là nó tiết kiệm được thời gian của mình. Mình làm mấy cái này rất là lâu. Bên cạnh đó là sao? Nó rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là thẩm mỹ luôn. Họ thấy cái sẵn hết rồi. Tông, từ tông màu cho tới bố cục cho tới effect cho tới test, cái thứ rất là đẹp. Thì nhiệm vụ của mình là chỉ việc thay và xài thôi ha. Thì cái nhược điểm của nó là sao? Ví dụ như những trang web như thế này thì nó sẽ tính phí ha. Đó là cái nhược điểm lớn nhất ha. Rồi mình sẽ đi qua một cái dạng gọi là giới thiệu một số cái trang web free và tính phí. Rồi thì ví dụ như mình gõ cái từ khóa gọi là template extension free thì nó sẽ có rất là nhiều cái trang chia sẻ cái template về extension free đấy ha. Đây ví dụ tôi nhắn như một cái free như cái đầu tiên thì ra nó sẽ cho phép mình review những cái chuyện cảnh này của nó, mình nhắn về nhắn vào download rất là đẹp ha, free ha. Rồi, tương tự như vậy, giữa mình vô cái trang elevator.com ha. Thì cái trang này nó sẽ tính phí nha. Thì cái trang này đó, những cái project nó rất là đẹp ha. Nó sẽ tính phí ha. Tương tự, cái trang này cũng vậy, tính phí. Rồi mình sẽ đi qua cái trang gọi là free ha. Mình sẽ vô cái ae.com thì cái trang này của Jack là cũng khá là đẹp á, nó free rất là nhiều. Ví dụ như mình cần cái nhu cầu về cái template After Effects thì mình nhấn vô cái biểu tượng là ae template ở đây rất là nhiều. Đây những dạng nhìn template ha. Đây chờ Final Cut ha. Rồi mình đang học về cái phần Premiere thì mình nhấn vô cái phần Premiere đây. Thì nó sẽ cho ra rất là nhiều cái project của mình ha. Mình nhấn thử một cái mình coi nhé. Mình coi thử cái này đi. Thì nó sẽ cho mình review trước.
Nói chung mình review trước, bắt đầu là mình thấy nó phù hợp với cái dự án, với cái nhu cầu của mình, thì bắt đầu mình sẽ download. Đó, sau đó mình lấy thử. Đây hoàn toàn là bằng Premiere hết á. Mình đã vừa đi qua cái một số trang web ha, thì mình có thể khai thác thêm được còn nhiều, rất là nhiều trang web cái này. Mình có thể mình gõ trên Google nó sẽ ra rất là nhiều. Rồi bây giờ cách download một tài nguyên ha, cách download tài nguyên như thế nào ha. Rồi bắt đầu mình sẽ làm gì? Sau khi mình coi xong cái project này mình thấy ưng bụng rồi thì mình bắt đầu nhấn vào cái phần download này. Rồi sau đó mọi người nhấn gì? Redirect download ha, là bắt đầu tự động nó sẽ tải xuống ha, đơn giản vậy thôi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vô cái phần gọi là sử dụng và chỉnh sửa template ha. Rồi qua cái phần sử dụng chỉnh sửa template đó, thì việc đầu tiên của mình là mình sẽ nhấn import cái template vào ha. Thì cách import như thế nào thì mình chỉ việc nhấn double click vô đây, mình lại vào phần template này, mình vào cái phần transition template này, mình nhấn cái gì, mình nhấn import cái project này vào, mình nhấn open này. Thì nó sẽ hiện cái cửa sổ là import cái project đang chọn ha. Và sau đó cái mọi người nhấn click vô cái biểu tượng là create cái folder for import item ha, thì đó nó sẽ ok ha. Mình cứ nhấn vô cái biểu tượng đầu tiên là được. Rồi sau đó mình nhấn ok, thì sau khi mình nhấn ok xong thì nó sẽ ra cái folder này. À, tương tự với cái project ISO này cũng vậy. Đây. À, thì cái project ISO này thì nó khác ở chỗ là nó có nhiều phiên bản hơn. À, ví dụ như nó ghi là Dynamic ISO 33 giây ở cái định dạng là, mình chú ý cái định dạng nha. Ví dụ 1080x1920 là định dạng dọc. Đó. Thì phù hợp cho cái nền tảng ví dụ như là TikTok hay là YouTube Short. À, đó. Rồi ví dụ như mình làm YouTube bình thường, à, mình làm những cái video full HD bình thường, thì mình chọn những cái biểu tượng gì, 1920x1080, sau đó mình nhấn Open. À, mình tương tự mình vẫn click những cái biểu tượng là đầu tiên, mình nhấn OK. Đó. Rồi mình sẽ đi qua cái phần gọi là standard chuyển cảnh để bắt đầu chỉnh sửa như thế nào. À, rồi bắt đầu mình sẽ sổ cái template chuyển cảnh của mình ra. Đó. Mình nhấn vô cái này. Thì đây là những cái layer mà người sáng tạo họ dùng ha. Đây, rất là đẹp ha. Để bắt đầu mình xem thử cái review của họ này. Đó, nhiệm vụ của mình là sẽ thay cái những cái thước phim của mình và giữ lại những cái element của họ. Đó. Nhưng mà cách sử dụng như thế nào? Bây giờ mình sẽ sử dụng nha. Đây là của họ nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái screen của mình ha. Bây giờ mình sẽ kéo cái sổ vào, mình chọn ngẫu nhiên hai sổ ha. Rồi mình kéo sổ vào. Do ví dụ như mình sẽ thực hiện cái cắt này đây. À, từ từ này. Rồi. Thì cái, trong quá trình làm chuyển cảnh á, thì mọi người nhớ là thường là cái video đầu cuối á, thì làm chuyển cảnh nó sẽ bị short frame hoặc là bị một bên này hoặc là một bên kia, hoặc là không thể kéo dài hoặc là không thể kéo ngắn. Thì đó là do cái cách mà nhà sáng tạo của Adobe họ lập trình cho các phần mềm Premiere ha. Do lập trình có như vậy thì để khắc phục cái trường hợp đó thì mọi người nên thu về một cái chính giữa video như thế này. Mình đừng để cái video xuất hiện đầu cuối như thế là nó sẽ không bị lỗi.
Rồi, nhiệm vụ của mình là sao? Kéo những cái chuyển cảnh này qua nha. Bắt đầu kéo cái biểu tượng này qua. Sau đó mình làm gì? Nên nhớ là mình nên để cái center chỗ này à, vì cái lúc center này thì cái chuyển cảnh qua nó mới mượn được. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo qua cái này cho nó thẳng hàng cùng center với cái đối tượng này. Sau đó mình làm gì? Như thế này là chưa được đâu, thì nó vẫn lay cái thước phim ở dưới đây của họ. Sau đó mình làm gì? Tắt đi cái này thì bắt đầu nó mới qua được cái video của mình. Bây giờ mình sẽ test. Đó, rất là đẹp ha. Thì đó là cái cách để sử dụng những cái template về chuyển cảnh. Bây giờ mình sẽ đi qua cái template về cái dạng live show. Thì cái live show này thường thì nó sẽ được phổ biến hơn, nó sẽ đẹp và nó sẽ bắt mắt với thiết kế sẵn hết rồi, thì chỉ việc thay hình của mình vô mình dùng thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ qua cái phần template live show. Đây tôi đã vừa import xong cái template live show. Bây giờ mình sẽ click vô và bắt đầu mình sửa. Rồi vẫn là click vô cái main com. Ở đây là cái main com họ nét lại, họ nét lại ở những cái template như thế này rất là nhiều ha. Họ nét lại cho mình dễ nhìn, nó có rất là nhiều cái line ha. Còn ở trên rất là nhiều ở đây nè, ví dụ là cỡ 50 cái line thì nhiệm vụ của mình là phải làm khoảng 5 line thôi ha. Rất là nhiều. Để ví dụ qua line thế nào ở đây. Rồi bắt đầu là mình đi vô chi tiết từng line để mình chỉnh sửa. Rồi cách chỉnh sửa như thế nào? Để bắt đầu mình sẽ đi vô từng line này, từng line họ nét lại này. Nếu mà không nét là nó sẽ sổ ra rất là nhiều cái layer và nó sẽ gây khó khăn cho người dùng ha. Rồi thì đây là những cái gì? Đây là những cái adjustment layer của họ, cũng giống như cái adjustment layer ở bên đây đó ha. Và thay hình thì thay ở đâu? Bắt đầu mình sẽ thấy cái biểu tượng là photo ở đây, và sau đó là cái test ở đây đó. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt từng cái ha. Bây giờ mình sẽ đi từng cái photo. Mình sẽ click vô cái biểu tượng photo đây, thì nó sẽ cho ra một cái sequence là photo. Thì ở đây nó đang để trống, thì nhiệm vụ của mình là sao? Thay hình vào cái biểu tượng này đó. Mình sẽ thay đúng kích cỡ của cái sequence nha. Đó, xong rồi, live show thứ nhất đã xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu sửa lại cái test này. Mình ghi là ở đây là bắt đầu những click này mình chỉnh sửa ghi là 2 đó. Mình không muốn nó xuất hiện rồi ở đó thì mình có thể mình di chuyển nó qua bên đây. Rồi quay lại main com của mình và cái line thứ hai. Rồi bắt đầu ví dụ như cái line này mình không muốn xuất hiện test nữa, mình làm gì? Tắt đi cái con mắt ở đây là xong ha. Rồi bắt đầu mình chỉnh sửa qua cái line thứ hai này, bắt đầu mình kéo cái hình hai vào cái website ha. Cho từ từ vậy để mình làm line thứ ba. Giờ bắt đầu mình lên đây thay hình vào đó của tổ thứ ba. Rồi quay lại cái main com và qua cái line thứ tư. Ví dụ ở đây mình không muốn tái xuất hiện, mở tắt đi. Rồi qua photo thứ tư và nó thay tiếp cái tấm hình thứ tư vào. Rồi ok, thì mình xài nó lên. Ví dụ như cái tấm hình này nó chưa có full, chưa có full ở cái phần này ha, thì bắt đầu mình có thể bóng nó lên đó. Rồi qua main com và mình kéo lại cái ví dụ cái title đây mình không muốn thì có thể mình tắt đi, bỏ photo thứ năm và hãy tiếp cái hình này, kéo cho mình xài nó lên. Rồi sau khi mình đã thay xong cái sổ của mình, bắt đầu mình sẽ review xem mình vừa thay cái một cái project live show như thế nào. Bây giờ mình sẽ live thử đi. Nó hơi nặng ha. Mình nhấn enter bắt đầu cho nó review trước. Nó review hết cái này, live nó sẽ mượt mà hơn. Rồi sau khi mình bắt đầu
render xong thì mọi người xem cái thành quả mình vừa làm việc ha. Đây, like. Đó. Rất là đẹp ha. Rồi, ví dụ như nhu cầu của mình là chỉ phải làm những cái dạng nhanh nhanh như thế này, làm xong thì mình kéo lại đúng cái vị trí gì, đúng cái vị trí này của mình ha. Đó. Rồi mình sẽ đi qua một cái phần là cách xuất file sau khi mình đã chỉnh sửa xong. Thì để xuất file á thì nó có hai cách. Một là mình sẽ sử dụng cái thanh Word Area Bar này. Thì để lấy cái thanh Word Area Bar này ở đâu thì mọi người click vô cái biểu tượng này, nếu mà không có xuất hiện ha. Mình tắt đi biểu tượng này nữa chưa xuất hiện. Sau đó mình làm gì? Bật cái biểu tượng này lên thì nó sẽ xuất hiện. Đó, thì mình sau khi mà mình làm xong rồi mình muốn xuất file cái đoạn này thì mình nhấn Ctrl M. Đó, thì bắt đầu mình làm gì? Vô mình sẽ nó tự xuất. Ví dụ như ở đây này là Full HD 25 frame. Đây, rồi bắt đầu mình làm gì? Chọn cái đường dẫn. Rồi, mình sẽ đi qua cái work của mình này. Rồi, qua Green Academy này. Làm lại này. Rồi, mình sẽ tạo cái thư mục export chẳng hạn. Đó. Sau đó mình làm gì? Mình luôn là cái name, ví dụ mình ghi là intro chẳng hạn. Rồi mình sao lại ha. Sau đó mình làm gì? Mình nhớ export thì nó sẽ xuất ra, nó sẽ render ra cái đoạn này của mình. Đây ha. Rồi, sau khi máy mình đã xuất xong thì bắt đầu mình sẽ check lại cái file của mình. Đây, file đâu rồi? À đây, tôi ngoài ngoài đây. Cái nó vào. Đây, bắt đầu mình mở lên. Rồi, đây là cái thành quả của mình. Đó. Cái này phù hợp với những dạng, ví dụ như là intro hoặc là highlight video chẳng hạn. Đó. Mình không cần phải thiết kế mà nó sẽ tự làm sẵn hết cho mình. Đó, rất là đẹp. Thì cái file này nó sẽ không đính kèm đi những cái bài nhạc mà nhà sáng tạo lúc mà mình review thì nó mở lên, nhà sáng tạo họ đưa vô thì mình sẽ lồng ghép một cái bài nhạc khác của mình, mình sẽ phù hợp với cái mình vừa edit là được ha. Rồi, để sử dụng những cái template này thì có một cái lưu ý như thế này, thì cái cấu hình máy của mọi người nó phải thực sự ổn nha. Nếu mà máy nó không thực sự ổn á thì khi mình play á thì nó sẽ load không nổi, dẫn tới trường hợp là đứng máy này, hoặc là không play được chẳng hạn. Tôi đã giới thiệu xong với mọi người về cái phần template trong Premiere. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video số 10. Green Academy 한국에서 나온 학원.